cái tinh thú lên kìa. Đu 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 này ơi, bấm cái cần cho năm cái nó hiện cái này lên nè. À, cần cho năm mà đeo cái mặt dương miệng á, tôi chơi lúc nào tôi cũng bực á. Rồi, đỉnh chưa, đỉnh chưa mắt có đã sáng màu hồng không? Không, cái này là mà đỉnh đấy. Sao nó hiện hoài vậy, bực có lần sao nó hiện hoài vậy, sao chơi nó hiện hoài vậy, màn hình nó vậy hoài á, giỡn hả? Ủa nó hiện hoài luôn kìa, nó bấm gì đâu, hay là nó hiện một phút thôi. Mày giặt má ngu rồi. Ai da. Hiện hiện hoài vậy. À skin skin này đẹp thiệt đấy. Ok. Biết biết click nữa chứ. Ta sớm là sống bản rồi da. Không nhưng mà skin này đẹp thiệt. Đẹp với lại nó bắn chiêu nhìn nó cũng được. Bỏ bớt hai ảnh là được á, hai ảnh nhiều quá. Dễ quá vậy. Vậy thôi. Nghe lên. Đẹp nhờ. Đẹp đấy. Thôi vậy thì cũng phá mà. Chết tiệt. Ghét ghê. Phá gì giờ giết hai nha. Láo hả mày? Để tiếng có quỳ nè mấy ông, để chuột vô đây nè. Xong mấy ông bấm chung nút với cái này nè. Bấm chữ B về á. Bấm hai cái cùng nút. Đấy. Bấm vô cái nút này nè. Xong bấm chữ B về là hai cái cùng nút là được. Ồ, nạ lên chơi cho đẹp thôi. Hồi tắt mặt nạ nha. Làm mất tập trung quá. Sao xuống bot đi bộ. Má quỳ gì không trúng con vui, con Thalia kìa. Bịp. Nhái quá.
chúng không hiểu luôn á. Gờ đúp hay vậy rồi. Ok. Khùng. Đừng có khùng vậy nha. Hay nha, vậy cũng dính e nữa. Đi. Tạm biệt, nhưng mà tạm biệt. Sau sự quen này. Bực. Bực nha. Đứng đây đắp cái nữa coi. Nè nè, cái này là giết tôi nè anh em. Nhưng mà nãy nó không lát tôi là tôi giết nó luôn. Đi. A few minutes later. Ngủ trúng không? Ngủ trúng không? Mà bên dưới ngủ trúng không? Đang hình nè. Cái pha đó mình đứng tăng hình liền mấy ông, gặp mấy người mà người ta quýnh không bắt bên đó là mình sẽ tăng hình liền đúng không, nhưng mà nó không có tầm nhìn mình, nó đang chạy qua hướng này nè, là mình phải để nó áp sát mình xíu nữa là mình được thêm miếng thời gian nữa mình sẽ tăng hình, để nó áp sát mình đã, mình lời hơn. Đơ hả? Phải không? Mày nhớ anh đơ không? Sorry, lắc cờ cờ này, vô văn hóa mày. Chửi mày. Thank you.